Những sự lựa chọn khó chịu nhất trong trận đấu đầu tiên của Samsung Galaxy đã bị BS2K tước đi. Draco, Miss Button và thêm cả lượt cấm cuối cùng với Victor trong tay của Crown nữa. Chúng ta đã đề cập tới vấn đề là Crown đánh quá tốt cái con bài Victor này từ đầu mùa giải cho đến bây giờ rồi. Cho nên vào đến cái cặp bán kết này, bạn buộc lòng phải cấm đi nó là điều hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Và bây giờ Samsung Galaxy họ đổi bài, họ tước đi hai sự lựa chọn rất tốt vừa rồi của S2K là Zyra và Olaf sau khi cấm đi Caitlyn, Syndra và thêm cả Nelly của đối phương nữa. Nhưng họ đã hở ra cho Ryu chơi Ryze yếu này. Đây là một trong những con bài mà Ryu anh ta chơi rất tốt tại giai đoạn vòng bảng và họ ngay lập tức chọn ngay cho Ryu ngay tại lượt đầu tiên. Còn Samsung khi mà hở ra cái con bài Zyra tại khu vực đường dưới thì rõ ràng họ sẽ lựa chọn trong cái meta tại cái bán kết từ tứ kết đổ vào. Tôi nhìn thấy meta đang dần dần đến với những cái người chơi hỗ trợ bằng cái việc là họ sẽ chọn cho mình những cái vị tướng hỗ trợ theo cái dạng là có thể xuyên kháng phép hoặc xuyên giáp của đối thủ. Đặc biệt là trong ngày thi đấu hôm qua thì bên phía của Rogue Tiger đã chọn vào đó là Miss Fortune để có thể xuyên qua giáp của đối thủ. Nhưng bây giờ đây khi Miss Fortune bị cấm đi thì ngay lập tức Samsung đưa ra một cái sự lựa chọn có thể xuyên qua cái kháng phép của đối thủ, đó chính là Zyra. Thực ra nếu như nói một cách chuẩn xác hơn, chúng ta sẽ nói tới những con bài hỗ trợ có được hiệu ứng khống chế hoặc là lượng sát thương trên diện rộng trong những pha giao tranh. Miss Fortune có lẽ là trường hợp cá biệt với việc là hướng tới những món trang bị có được cái khả năng ép giao tranh từ vai trò tướng hỗ trợ tốt như kiểu là Zilden hay đó chính là cái gươm đồ tể. Tôi nghĩ rằng gươm đồ tể sẽ là món trang bị đơn giản nhất, rẻ tiền nhất để có thể nói lên cái tầm ảnh hưởng của Miss Fortune trong tình huống giao tranh. Anh ta sẽ giảm hồi máu đối phương trên diện rộng mà một diện cực kỳ rộng chứ không phải là rộng bình thường đi nữa. Trận đấu này Ruler đã có Jin, đối phương đã phải để hở ra và Cassiopeia dành cho Crown là để đáp trả lại sự lựa chọn Rai. Rõ ràng chúng ta thường thấy Cassiopeia hay được lựa chọn để chống lại Rai trong những phiên bản thực ra là từ lâu rồi, từ rất lâu rồi khi Rai là một vị tướng có một cái sải tay không phải là quá dài và là một vị tướng hay tiếp cận đối phương với những lần gây sát thương liên tục. Điều đấy khiến cho Cassiopeia có được cơ hội để hóa đá đối phương cao hơn. Và tôi cũng nhận ra một điều rằng là con bài Miss Fortune này nó chỉ hợp khi mà đi về Ashe mà thôi. Với cái chiêu cuối của Ashe luôn luôn nhắm vào người chơi hỗ trợ bên phía đối phương để có thể dồn được lượng sát thương lớn ngay trong giai đoạn đi đường. Lúc này đây thì đã bị cấm đi cái con bài Miss Fortune hỗ trợ rồi, thì họ sẽ chọn vào Jin. Và với việc Jin và Zyra đều có thể cấu rỉa máu từ tầm rất xa và có thể kích hoạt ý chí thần sấm trong tay của Zyra một cách cực kỳ sớm để cho Ruler anh ta có thể dồn được một lượng sát thương rất lớn ở bên đạn thứ tư của mình. Chỉ vì vậy nên Ruler trận đấu này sẽ không chọn Ashe nữa, chọn Jin ra một cái lựa chọn rất hợp lý. Nhưng lúc này đây, đội hình bên phía của Samsung Galaxy có lao vào trong tay của Olaf. Họ cần một cái gì đó để làm... họ không muốn giữ lại mà họ muốn cấu rỉa máu từ xa. Tôi đang muốn suy nghĩ rằng họ sẽ chọn con bài gì để giữ lại cái tầm phía bên trên để cho Ruler anh ta được chơi trong giao tranh. Thì không, họ chọn ngay vào Jace. Họ muốn chơi một cái đội hình mà cái khả năng kiểm soát tầm nhìn trên bản đồ sẽ được tối đa đến từ bên phía của Samsung để có thể cấu rỉa máu. Chúng ta đã nhìn thấy cái bài này mà SKT đã làm trong trận tứ kết rồi. Trận đấu này có sự lựa chọn dày được hở nhưng Odoamne cũng không lấy đi nó từ sớm. Rõ ràng đây là những gì mà họ hướng tới. Liên tục những trận đấu S2K đưa ra những đội hình có khả năng giao tranh tổng và ép giao tranh rất tốt. Trận đấu này lại là một kịch bản tương tự. Họ có Lee Sin, Ryze với những pha chiều cuối, Rumble với chiều cuối và đặc biệt đó là hai lần kích tốc tới từ bộ đôi đường dưới với Sivir và thêm cả Kakma của Forgiven và Vander. Và bên phía của đội tuyển H2K thì cái chất đội hình của họ thì có lẽ rằng là sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào việc là Lee Sin trong tay của Jankos anh ta có làm tốt hay không trong giai đoạn đầu trận đấu, bởi vì Rumble và cả Ryze đều cần rất nhiều trang bị để có thể có được cho mình những ngưỡng sức mạnh và thậm chí là họ sẽ cần rất nhiều những cái khả năng mở chiêu cuối cho những người đồng đội của mình để bắn trong giao tranh. Chính vì vậy nên Forgiven với cái việc anh ta chọn Sivir trận đấu này, một con bài cần rất nhiều khả năng chí mạng và may mắn trong giao tranh. Thêm vào đó nữa, đồng đội anh ta phải làm đủ tất cả những cái tiền đề phía trước để cho anh ta được bắn. Bên phía của S2K, Lee Sin không phải là một vị tướng có thể tanh mạnh về cuối trận đấu. Anh ta chỉ có thể đóng góp trong giao tranh những cái pha nộ long cước để có thể mở giao tranh mà thôi. Hoặc là thậm chí là cả Ryze và cả con bài Rumble nữa. Hai bài này đều không phải là quá cứng cáp gì cho lắm. Nếu như phía họ S2K bị cấu máu quá nhiều thì họ sẽ không thể nào làm đúng cái bài mà họ mong muốn được. Hoàn toàn đồng ý, và đặc biệt là trong bối cảnh họ không có một vị tướng hỗ trợ mang thiên hướng chống chịu, che chắn tốt như Braum hay là một con bài có khả năng hồi phục ổn.
giống như kiểu là Nami chẳng hạn. Và lần này thì Samsung Galaxy đang dùng đúng cái bồn cũ soạn lại, vừa rồi đối phương đã làm chui thẳng vào bụi cỏ nhỏ khu vực rừng dưới này, có lẽ cũng sẽ cắm ra một con mắt tương tự. Vander đang tiến từ phía bên kia tới. Anh ta lần này tỉnh táo hơn. Anh ta là người tỉnh táo hơn, rõ ràng anh ta đã thể hiện điều đấy. Đứng nấp một chút xíu trong cái bụi cỏ nhỏ đầu tiên mà thôi, đủ để phát hiện ra cái dìu được ném ra bởi Olaf của Ambition. Thực ra cái bài này là bài của họ mà. Họ không thể nào mà họ tự chui đầu vào chính cái rọ mà mình đã vừa mới vẽ ra được. Và ngay khi nhận ra rằng là cả Jayce và cả Olaf cũng đã xuống khu vực đường dưới, thì đó là một trong những cái tín hiệu để cho S2K họ kiểm soát tầm nhìn bên trong rừng của Samsung Galaxy. Còn Ambition sau cái tình huống đó bây giờ tiến vào chính phần rừng của mình thôi cũng đang hơi khó khăn. Anh ta sẽ phải ném ra những cái dìu để kiểm soát tầm nhìn, và những bước di chuyển của anh ta sẽ bị lộ hết tầm nhìn mà thôi. Nhưng không sao, phía bên kia thì có lẽ rằng với cái việc cả xạ thủ hỗ trợ hai bên đều nhìn nhau khu vực đường dưới, thì họ cũng hiểu rằng người đi rừng của đối phương đang ở đâu. Cách mua đồ có lẽ cũng sẽ không có bất cứ một điểm đặc biệt nào quá khiến chúng ta cần phải phân vân cả. Có chăng thì là không có bánh bích quy. Không có bánh bích quy đến từ ba thành viên là Jayce, là Crown với Cassiopeia và thêm cả Jin của Ruler nữa. Theo đấy có lẽ họ sẽ lấy những điểm sát thủ để gia tăng thêm lượng sát thương tầm khoảng 1,2% trong dạng đi đường của mình, khi mà chỉ có một mình họ ở khu vực đường mà thôi. Và Ambition ăn xong bãi người đá đầu tiên thì đi trên tầm nhìn đối phương, đó là Lee Sin có thể cướp. Trần Ghost không lựa chọn làm như vậy. Và chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những phép bổ trợ then chốt. Kuvi, Crowd đều chọn cho mình đó là xung kích bão tố, cũng giống như vậy với Ryu. Anh ta chơi Rai, chơi cái điểm này cũng tốt, nhưng tôi nhớ là đường trên Jay thường là họ hay chọn vào cái ý triển sấm nhiều hơn để có thể tối đa cái khả năng kết liễu đối thủ. Nhưng trận đấu này là một trận đấu mà tôi cảm giác rằng là bên phía của Samsung Galaxy họ biết phía bên kia có khả năng kích tốc đến từ Forgiven, có khả năng lao lên đến từ linh giáp trên tay của Vander, và họ sẽ cần cái lượng tốc độ đó. Họ sẽ cần cái lượng tốc độ đến từ cái xung kích bão tố để thoát ra trong những tình huống họ cầu máu thành công của đối thủ. Có thể là như vậy. Nhưng gặp một chút sự trục trặc khi Forgiven liên tục farm trượt tầm khoảng 2/3 chỉ số lính trong đợt đẩy vừa rồi của anh ta. Và lại một lần nữa thì Ambition đang ăn đi con bùa lợi xanh này trên tầm nhìn đối phương. Còn khu đứng giữa, Ryu tạo ra lớp giáp nhẹ nhẹ của mình với cái nội tại của Rai để cố gắng chống lại lượng sát thương gây ra bởi Crown. Có vẻ như là chơi bất cứ một kèo nào thì Crown đang thể hiện mình là người tốt hơn so với đối thủ. Và CoJJ vừa có một tình huống mà bị cấu máu đến từ Forgiven, lượng máu mất đi rất nhiều. Nó khiến cho anh ta bắt đầu phải gặm đi những cái bánh bích quy đầu tiên của mình rồi. Còn với cái việc mà Rai thì chúng ta biết được rằng là Cassiopeia là một cái chất tướng là để có thể ngay lập tức khắc chế vào Rai ngay trong trận đấu. Khi mà Rai anh ta cần phải có đến 2 điểm tích của châu E thì mới có thể tạo ra lớp giáp. Thì đó cái khoảng thời gian để cho Crown anh ta lao lên cấu rỉa máu. Và Ryu thời điểm đầu tiên anh ta về nhà đã hoàn thành cho mình được nước mắt với 15 chỉ số lính. Còn trong khi đó thì Crown vẫn đang cố gắng bám trụ farm ở đây. Và có lẽ rằng anh ta sẽ có thể là về nhà mua xong nước mắt và thêm vài những cái món trang bị như kiểu là mắt tím nữa, thì bởi vì anh ta khởi động là bằng cái nhẫn Dora chứ không phải như phía bên kia là cái lam ngọc. Ambition farm rất tốt. Anh ta có được một chỉ số quái vật rừng tốt hơn so với Lee Sin, anh ta đạt được cấp độ 4 từ cực kỳ sớm. Còn khu vực dưới này thì Forgiven vừa né thành công né vẽ chết chóc, rất nguy hiểm đến tính mạng dành cho hai thành viên từ dưới của S2K. Bởi vì phía bên kia là một bộ đôi có khả năng kết hợp những khống chế tầm xa rất đơn giản với những pha chói, hoặc thậm chí chẳng cần phải chói. Nó đơn giản chỉ là những cái mầm cây tạo ra với kỹ năng quy và gây ra một hướng đòn đánh mà thôi. Và sau đó nó sẽ là sát thương đến từ cái vẽ trên chóc để giữ chân đối phương lại. Ambition xuất hiện ở khu đứng trên này lại tiếp tục tạo ra thêm áp lực nữa dành cho Duamne. Đây là một trận đấu mà Duamne khởi đầu với một cái giáp vải và thêm 40 máu của chiến lược. Anh ta sẽ phải làm như vậy mà thôi. Đi kèo với Jayce, khả năng cấu rỉa máu tầm xa với khẩu sấm của ông gia tốc đến từ Kuvi sẽ khiến cho cái lượng máu đến từ Duamne trong giai đoạn đầu sẽ bị giảm đi rất thấp, và anh ta buộc phải tối đa khả năng hồi phục của mình thông qua những bình máu. Chứ nếu mà dựa vào còn con cái khiên Doran nhiều khi sẽ không đủ để có thể đứng lại ở đường của mình. Còn Ambition vừa rồi một tình huống lên thành đường trên đã bị lộ tầm nhìn và phá đi thông qua cái điểm nội tại. Khoan đã, đường trên Movie cấp độ 5 ngay lập tức dồn bộ sát thương của mình ở cái dạng búa, và nó khiến cho lượng máu của Doran rất thấp. Bây giờ là thời điểm của Doran nên về. Nếu như anh ta tham cái lượng kinh nghiệm này một đứng lại ăn một quả cầu sấm thôi thì không, anh ta hồi máu quá nhanh. Anh ta cắn rất nhiều những bình máu cầm trên người mà anh ta đang sở hữu đến tận 4 bình máu trên người rồi. Và việc phát trong trụ có vẻ cũng đang được Odorme làm cách tương đối ổn. Có vẻ dây cũng không phải là một đối trọng quá kinh khủng dành cho những người chơi sử dụng Rumble. Bởi vì nếu như không đẩy đường lại, bạn phát trong trụ mà bạn Master
thì có vẻ như là vấn đề bình thường mà thôi. Đang là những pha trả sát thương rất đau. QV hết năng lượng. Từ Odumne, QV hết sạch năng lượng rồi. Anh ta vẫn đang dính tiếp những pha lao móc điện. Anh ta buộc lòng và vẫn không có tốc để lùi về và hơi nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hơi nguy hiểm tính mạng chút xíu mà thôi. Và nếu trong lần về đầu tiên mà QV có thể hoàn thành xong mình kiếm răng cưa, có lẽ mọi vấn đề được giải quyết một cách tương đối ổn thỏa dành cho Jayce. Anh ta sẽ phải lên kiếm răng cưa thôi. Cái lượng sát thương dồn vào cấp độ 6 của Rumble sẽ là rất nhiều. Nó khiến cho Jayce anh ta không còn lựa chọn nào khác. Và đây là một trận đấu về nhà. Cái áo vải đó ngay lập tức được hoàn thành lên là cái giáp tay Seeker. Cả hai người chơi đều lựa chọn những món trang bị để chống lại đối phương, gia tăng phòng ngự cũng như đồng thời là khả năng gia tăng thêm những cái lượng sát thương dành cho bản thân mình. Sát thương phép thuật dành cho Rumble và vật lý cho Jayce của QV. Jankos đang cố gắng farm nhanh bắt kịp lại được tiến độ so với Ambition, nhưng có vẻ như hơi khó. Đây sẽ con bùa lợi xanh được nhường lại cho Ryu để dễ hơn trong việc tiếp tục thi farm với Cassiopeia. Thực ra Ryze trong cái chung kết thế giới lần này, chúng ta đã thấy rằng Ryze đi với không ít những kèo thi đấu khó nhưng vẫn có được một khả năng phạm hỏa rất tốt với việc liên tục spam hai lần kỹ năng E của mình, sau đó Q để đẩy cái nội tại, để đẩy cái lượng sát thương đến tất cả những con lính. Bên phía của đội tuyển S2K thì Ryze tôi có thể cảm giác được rằng là họ muốn nuôi con bài này về sau với lượng sát thương khổng lồ mà Ryze mới mang lại. Nhưng cái chiêu cuối, tôi đang mừng tượng cái chiêu cuối trong trận đấu này, có lẽ nó chỉ dùng để chạy là chính thôi, còn nếu như mở giao tranh thì có lẽ hơi khó. Họ không có một con bài nào thực sự muốn bước vào cái chiêu cuối trong tay của Ryze để có thể lao vào phía bên trong đội hình của Samsung cả, có đứng dưới. Phong vừa né được Phan Nét vẽ nhưng đằng sau là có Ambition tới, ném làm chậm thành công của Vander và họ đang muốn vượt trụ. Ngay lập tức kiệt sức được sử dụng và Ambition anh ta phải lao ngược trở ra. Quá liều lĩnh cho một tình huống định bằng trụ. Còn khu đường trên này, đây là cơ hội để gánh cho Lee Sin. Và đó, nổ lồng cực thành công, đáng ngược được QV về. Chiều cuối rất đẹp đến từ Rumble của Đoàn Nề. Và buông tay chịu chói, QV quyết định tiết kiệm pha tốc biến của mình. Tôi nghĩ rằng đây là điều hoàn toàn hợp lý mà thôi. Bởi vì bạn có ở đẳng cấp Hàn Quốc hay bạn có bất cứ đẳng cấp nào chăng nữa, thì đó là một tình huống sôi gánh. Và rõ ràng là anh ta ngay lập tức đã mất đi chiến công đầu trong tay của Lee Sin. Lee Sin cướp đi bùa đỏ, nhưng cái động thái đến từ Samsung đó là kéo cả bốn người ra để có được cho mình con rồng lửa đầu tiên. Con rồng hỏa long sẽ giúp cho họ có được một ít cái lượng cộng thêm về sát thương vật lý và sức mạnh phép thuật, sẽ giúp cho họ có một ít những lợi thế ở đường. Xem lại pha tấn công khu đường trên rất triệt để, pha cắm mắt là tối đa tầm tới từ Lee Sin để thực hiện pha đầu lòng cước của mình. Trong đấy QB cũng kịp thời nhanh tay văng ra một cú lôi phạt để địch đẩy sâu đối phương ở phía bên trong trụ của mình, nhưng khoảng cách là hơi xa. Ambition vẫn đang kiểm soát phần rừng của mình một cách tương đối ổn, chỉ việc mất đi con bùa lợi đỏ vừa rồi để đổi lấy con rồng mà thôi. Tôi nghĩ rằng điều hoàn toàn hợp lý, đổi một con quái vật khủng long đỏ để lấy một con rồng đỏ, ai bạn cũng đổi mà thôi. Rõ ràng như vậy rồi. Và Ambition thực ra anh ta cũng hiểu rằng là Lee Sin trong tình huống đó, cái con đường gần nhất để anh ta có thể tối đa được cái lượng kinh nghiệm sau khi có được điểm chỉ số chiến công đầu đó chỉ có thể là cái bùa đỏ mà thôi. Và cái việc mà Ambition ta gọi đồng đội của mình ra là anh ta đã hiểu cái hướng di chuyển của Lee Sin như thế nào rồi. Còn chúng ta hãy quay trở về cái khu vực đường dưới. Forgiven và Vander, đây là một trận đấu mà có lẽ rằng là họ sẽ phải cố gắng rất nhiều để giữ máu con đường giữa. Crown vừa dừng chiêu cuối, nó không hòa đáng Ryu. Ryu ngay lập tức quay ra trả sát thương và Crown anh ta có được cái thanh tẩy và vẫn tiếp tục có giao tranh tại khu vực đường dưới. Vander bị thiêu đốt và phát đạn thứ tư nó sẽ không trúng. Anh ta hơi tham mục tiêu là Vander phải thôi, vì Forgiven vẫn còn giữ lại được cái khiên chống phép nên anh ta buộc lòng phải lựa một hướng nào đấy để có thể bắn trúng vào Vander. Nhưng cái góc vừa rồi là rất triệt để cho Forgiven có thể đỡ được lượng sát thương cho tướng hỗ trợ của mình. Hiện giờ thì khu đường giữa do lượng trang bị lên vẫn đang hoàn toàn là năng lượng nên Drive của Ryu vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề, và lần này là điểm hạ gục và là hai điểm hạ gục. Nhưng tốc biến đến từ Jankos. Jankos anh ta đứng trên cái vùng xa lầy trong tay của người chơi Cassiopeia, không thể nào đi đâu được, và khi thoát ra khỏi vùng xa lầy đó anh ta đứng ngay cạnh Ambition và ngay tức phải tốc biến đi nếu như không muốn nhận thêm những cái dìu trong tay của cái chiến binh Viking này nữa. Ambition vẫn đang chơi đùa trong phần rừng của đối thủ và anh ta vừa mới giúp cho người bạn của mình có được cái điểm hạ gục tại khu vực đường giữa sau khi Ryu anh ta không thể tốc biến ra khỏi cái vùng xa lầy đó. Tôi nghĩ rằng đó là một pha xử lý hơi bị vàng đoàn đến từ Ryu. Máu của anh ta tương đối thấp nhưng anh ta vẫn tham truy đuổi theo một cái cách mà nó hoàn toàn không có cơ hội. Ambition bình tĩnh, không cần phải... thì anh ta cũng không có chiêu cuối, anh ta không bật tăng tốc mà thôi. Và quay ngược trở lại trả sát thương đến từ CoJJ để tấn công vào Vander nhưng không phải quá đau. Lại là mưa tên lửa nhưng lần này đã có... Né rất hay! Lần này đã có rồi, tốc biến đến từ QV để chắc chắn đảm bảo an toàn tính mạng.
Anh ta vẫn đủ bình tĩnh để né cái sóng âm trong tay của Lee Sin, và cái tình huống mà Lee Sin ta bay vào mắt thì đã có một pha đập ra, còn Ambition đi vào rừng đối thủ bị quay rồi, kìm kẹp, và Ambition anh ta không có chiêu cuối, vẫn bị làm chậm và tốc biến lên Drew. Đó là điểm hạ gục dành cho người chơi đường giữa của H2K, và anh ta sẽ có thể gỡ lại một ít lượng tiền sau khi lượng chỉ số chênh lệch với lính nó đang là quá nhiều tại khu đường giữa. Tuy nhiên khu đường trên kể cả có tốc biến giữa tính mạng thì tôi nghĩ rằng QV vẫn là đích đến tiếp theo mà Lee Sin muốn dành sự quan tâm. Một pha hỏi thăm khu đường giữa tới từ Ruler, và nó là điểm hạ gục dành cho Crown sau pha hóa đá. Ryu bị hỏi thăm quá nhiều, liên tục là những trận đấu đáng buồn dành cho Ryu. Còn khu đường trên phá đốt trụ đã rất bình tĩnh, họ không vội vàng gì cả khi QV đã hết tốc biến rồi, và pha combo là triệt để. Nhưng quá cầu thả cho pha di chuyển, H2K đang để mất đi liên tục hai điểm của mình. Nỗ lực gian cốt đem lại dành cho thành viên đội tuyển H2K đang bị bào đi rất nhanh bởi Ryu. Họ vừa có được cái điểm chiến công tiếp theo vào QV, và họ có luôn cái chiến công đầu về trụ. Lượng tiền được chia ra cho Lee Sin và thậm chí là cả Odo Amne nữa. Nó sẽ giúp cho Rumble anh ta đang có hai món trang bị để hướng lên mà đã đỏ đầy. Còn Lee Sin thì buộc lòng anh ta phải lên cho mình một ít những trang bị kháng phép nếu như anh ta muốn thực sự gây nguy hiểm vào đầu của Crown. Thời điểm hiện tại đây Crown đang rất xanh với 300, và chúng ta hãy xem lại tình huống mà Vander anh ta lên bảng điểm số. Anh ta dính 2, sẽ là dính 3, à không, anh ta chỉ dính 2 mà thôi. Nhưng sau đó là có cả những cái pha lao vào đến từ cô JJ nữa. Thì đó là những điểm hạ gục tiếp theo dành cho bên phía của Samsung. Rất đơn giản, sẽ là nhường bùa lợi xanh lại cho Ryu. Odoane đang hơi rảnh xíu sau khi anh ta phá thành công với trụ một của mình trên, và lính đẩy lên là tương đối cao. Đây là một trận đấu mà Ambition tiếp tục thể hiện được cái sự vượt trội của mình trong cái khả năng kiểm soát so với Lee Sin của Jankos. Jankos thì mạnh mẽ hơn trong khả năng gank, cả hai trận rồi anh ta đều thể hiện được điều này, nhưng kiểm soát nó thuộc về Ambition nhiều hơn. Liên tục những pha cố gắng cấu rỉa máu tới từ Crown, và nó không đơn giản như vậy đâu. Chỉ cần dính một kỹ năng quy thôi, tôi nghĩ rằng nó không chỉ dừng lại ở mức độ cấu rỉa máu nữa, nó sẽ là tìm cơ hội để lấy điểm mã gục tới từ người chơi đứng giữa của Samsung. Anh ta hoàn toàn thể làm như vậy bởi vì anh ta cầm cho mình đó là cả thanh tẩy và đó là cả xung kích bão tố nữa. Nhưng đây là Odo Amne và Jankos xâm lăng vào khu vực rừng của đối thủ. Ambition không hề biết điều này, có mắt tím kia không hề cho anh ta có lượng tầm nhìn đến từ Odo Amne và Jankos. Lúc này họ mới đi vào một cầu sấm có vẻ khá đau. Jankos mất đi 1/3, hơn 1/3 lượng máu, nhưng họ vẫn muốn nuôi tham vọng của mình ở đây. Cassiopeia mà tiến vào thì coi như mọi hy vọng đều tan vỡ. Hai trận đấu liền chúng ta thấy lượng chênh lệch về chỉ số lính giữa hai người chơi đứng giữa lên con số gần 40, và Crown vẫn đang có được những cái màn thể hiện rất xuất sắc. Tất nhiên chúng ta sẽ cần phải đề cập tới đó là những pha hỏi thăm cần thiết từ Samsung Galaxy dành cho người chơi đứng giữa của mình, nhưng đó cũng là sự cầu thả và sự thiếu giao tiếp giữa các thành viên đội tuyển S2K khi mất dạng Ruler nhưng Rai của Ryu vẫn chưa hề muốn tiến về. Và đây là một tình huống mà họ đang muốn chuẩn bị. 10 giây nữa là con rồng lửa thứ hai của trận đấu nó sẽ hiện ra, và Samsung Galaxy không giấu đi ý định là chúng tôi sẽ muốn ăn đi con rồng này, khi mà lúc này đây lượng kiểm soát tầm nhìn là đủ để cho một pha di chuyển trong tay QV. Anh ta có thể xuống với những lực lượng của mình, trụ đường trên đằng nào cũng đã mất rồi. QV anh ta hoàn toàn có thể sẵn sàng trong những pha di chuyển của mình ra phía đằng sau để tiếp cận đối thủ, và Jankos đang muốn kiếm những cái điểm hạ gục lẻ ở đây. Anh ta đang đi từ cái phần rừng không có mắt của mình. Vừa rồi về nhà cầm 800 tiền trong người, nhưng quyết định của Odo Amne không phải là hoàn thành xong được màn ở đây Leon Rai, mà thay vào đấy đó, anh ta hướng tới cái giày pháp sư, và phía bên này sẽ có hai điểm hạ gục. Tôi tin chắc là như vậy. Ambition không có cách nào để thoát ra khỏi được họng súng đến từ Rumble, và chiều cuối hơi thừa, nhưng S2K vẫn đang tỏ ra mình đội tuyển xuất sắc hơn trong những pha dịch chuyển và ép giao tranh sớm. Khoảng trống được tạo ra cho QV để đẩy ở khu vực đứng trên. Rất nhanh Rumble cũng cần phải quay trở lại một khu vực đường của mình để đảm bảo mình sẽ không bị mất đi cái trụ một quá hớ hênh. Và đây là thời điểm cho Jayce để thực hiện pha dịch chuyển của mình. Kakma đang tiến ra, tốc độ ăn rồng không phải là quá nhanh, nhưng quay ngược trở lại chắc chắn nó sẽ là con rồng dành cho S2K. Và Jankos anh ta cũng hiểu rằng là mình chả còn cái gì để có thể bỏ chạy trong tình huống này nữa. Đứng lại cho đối thủ điểm hạ gục không sao vì anh ta đã có được con rồng của mình rồi. Nhưng trước đó là một tình huống căn thời gian biến về rất tốt đến từ bên phía của Samsung Galaxy để họ xuống ngay cái thời điểm mà Rumble trong tay của Odo Amne anh ta vừa mới biến về cái bệ đá cổ mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc là Crown cũng như những người bạn của mình không thể giữ lại được cho mình con rồng lửa thứ hai của mình. Và hãy nhìn cái tình huống gank này. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đó là Lee Sin, anh ta thiết lập cái tình huống gank rất tốt, đi từ cái nơi không có tầm nhìn ra khi mà Koi Jay đang cuốn vào sân khấu.
thì lúc này Lee Sin mới tới và anh ta hạ gục được. Có tình huống mà Rumble xuống, vì sao anh ta cần chiêu cuối? Bởi vì anh ta tự nhiên thấy cái hồi máu của Ruler. Đó, cái hồi máu nó khiến cho anh ta cần phải chơi an toàn để có thể có điểm hạ gục đó. Rất an toàn, nó hơi thừa chút xíu nhưng dù sao ngay sau đấy anh ta cũng quay trở lại khu đường của mình ngay trước cuối đấy. Tôi coi như là một quan trọng chính xác đi. Lại là một tình huống hỏi thăm nhau trong phần rừng. Nên vậy trong lần này trượt có thêm cả Cassiopeia ở đây nhưng không đủ để giữ chân các thành viên đội tuyển SK lại và tiếp tục gây ra thêm những sự nguy hiểm. 4-0 là Cassiopeia, hai Cassiopeia nhưng là hai mảnh đời hoàn toàn trái ngược. Và ở đây là Jankos cũng đang có được một KDA khá đẹp là 4-1-0. Cả hai trận đấu liền anh ta đều có những màn thể hiện xuất sắc nhưng nằm trong vai trò đi rừng. Và trận đấu này thậm chí con bài đi rừng của anh ta, cái chất tướng còn không bằng con bài Olaf trước, đó là Lee Sin. 1.500 tiền chênh lệch đến từ đường giữa trong tay của Ryu và Crown, nhưng nó cũng là con số 1.500 tiền trong tay của Ambition chênh lệch so với Jankos. Như vậy là cái lượng tiền nó đã được chuyển hóa vào người chơi đi rừng khi mà Jankos đang chơi rất tốt với con bài Lee Sin trận thi đấu này. Anh ta sẽ vòng ra phía sau đá trúng vào Crown rồi, nhưng Crown anh ta còn thanh tẩy, còn tốc biến, có đủ thứ. Sân khấu dựng ra, Ambition lao vào, lượng máu anh ta tụt cực nhanh và ngay lập tức phải bỏ chạy ở phía bên ngoài. Chiêu cuối dựng ra nhưng Crown anh ta bị kiệt sức, cái trụ chỉ còn một hit nữa thôi nhưng không ai có đủ tầm tay để với tới nữa. Cái sự nguy hiểm của Ruler, sự nguy hiểm của vị tướng Jin là quá nhiều. Anh ta đứng nấp vào một góc khuất nào đấy ở một phạm vi rất xa ra khỏi tầm tấn công của các thành viên đội tuyển S2K và gây ra những hiệu khống chế cũng như những lượng sát thương là cực kỳ nhiều. Buộc lòng dùng thanh tẩy nhưng lại bị trăng dây đến từ chuyên tâm. Crown có vẻ sẽ thoát ra được. Crown quay ngược trở lại trả sát thương rất đánh đá và lao vào là Jankos, nhưng lần này hơi sai. Viên đạn thứ tư tới Ruler là đau. Còn khu đường trên, mặc dù thấp máu nhưng Odoamne vẫn tiến lên phòng ngự và anh ta đã bị ảo bởi QB và con solo kill. Rất tiếc chúng ta đã không có cái hình ảnh trong cái tình huống solo đó, nhưng tôi nghĩ rằng là QB anh ta đã có một cái pha mà full combo vào đầu của người chơi Odoamne. Vì dù sao Odoamne lúc này đây cũng có một cái lượng máu lớn tới từ mặt nạ đầy và thậm chí là lượng giáp lớn tới từ cái giáp tay Seeker kia. Chứ vậy để mà tiêu diệt vào đầu của anh ta thông qua cái khiên phế liệu của Rumble nữa thì buộc bạn phải đủ combo vào đầu. Và có lẽ rằng đó là những cái tình huống chơi rất hay của QB. Nhưng sau cái tình huống đó thì nó không chỉ dừng lại ở trụ đường trên mà nó còn là thêm cái trụ đường dưới cho bên phía của Samsung. Lượng tiền bỗng chốc 2.000 chênh lệch cho bên phía của Samsung và hãy xem lại pha này. Nấp từ phạm vi vào đồn này không hề có tầm nhìn và lao ra rất nhanh với chỉ thiền lôi phạt. Và sau đó là những tình huống combo đơn giản mà QB cần phải thực hiện để thể lấy được điểm ảnh của đối phương mà thôi. Anh ta tính toán cái phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng chỉ thiền là rất tốt. Mặc dù anh ta quy vào lính nhưng nó vẫn lan sang, nó vẫn gây ra hiệu ứng làm chậm và gây sát thương và Odoamne. Để rồi phạt tiếp theo đấy với đòn đánh tay với nội tại vừa chuyển sang dạng búa cùng với cú lôi phạt sát thương là tương đối nhiều. Jankos, anh ta nấp ở đây, anh ta nhìn thấy QB rồi, không cướp bùa đỏ cũng không làm gì, bây giờ mới cắm mắt. Và con bùa đỏ nó đã được ăn đi trước đó tầm nửa giây, nó khiến cho Jankos cái tình huống này vô tình là anh ta đã tự lộ tầm nhìn của mình rồi. Và Ambition vẫn đang muốn cò quay ở đây, không có những tình huống thực sự muốn lao vào. Bên phía của S2K, cái trụ đường giữa mới là cái mục tiêu họ nhắm tới và kéo rất nhiều người ra đây để có thể đảm bảo ăn đi cái trụ này. Trong cùng cái thời điểm đó thì Cassiopeia trong tay của Crown anh ta về nhà mua đồ xuống khu vực đường dưới farm và S2K đang muốn xâm lăng vào rừng của đối thủ. Rõ ràng trong việc di chuyển thì Samsung Galaxy đang tỏ ra mình là đội tuyển tốt hơn trong việc chia người ra đầy lẻ, nhưng cũng phải nói rằng họ đang có những cơ sở để làm như vậy. Cassiopeia quá xanh với KDA là 4-0-0, hoàn thành được hai món trang bị lớn là quỷ thiếu Morello và thêm cả cái gậy đầu lâu nữa thì có lẽ khó có người nào có khả năng thay đổi lại so với anh ta. Rồi Vander. Vander là người được chọn. Lại một lần nữa Vander phải nằm xuống trận đấu này. Và tiếp theo đó có thể là Forgiven nữa, anh ta đang bị đuổi, bị hai tình huống ném dìu. Tình huống thứ ba là có điểm hạ gục rất dễ dàng khi bạn sử dụng Olaf trong những vai trò đuổi như vậy. Đường trên cũng đang có giao tranh, Kubin ta lao vào với cái dạng búa của mình và ba phát đập ở dạng tích tụ trước đó nữa. Cầu sấm trúng và tốc biến lên tích tụ lần hai. Thì đó là điểm hạ gục thứ hai dành cho QB, anh ta vẫn đang tiếp tục đứng ở đây. Cái trụ vẫn chưa bị phá hủy và Jankos đã có điểm hạ gục. Đằng xa là có những người bạn đến để hậu thuẫn, nhưng có vẻ là hơi khó để có thể vượt trụ để cứu người bạn của mình. Nhưng không sao, họ sẽ có trụ ngoài thứ nhất tại khu vực đường giữa. Nó sẽ là rất nhiều tầm nhìn dành cho bên phía của Samsung Galaxy. Nhưng tôi muốn nói pha giao tranh trước đó khi Forgiven anh ta bật cái khiên chống phép của mình lên muốn cứu người bạn Vander của mình. Rất tiếc là không cứu được vì anh ta bước vào vùng xa lầy và sau đó hết
cái khiến chúng phép vô tình dính cái dìu trong tay của Ambition. Anh ta liên tục bị làm chậm và lên bảng điểm số, một tình huống chơi rất đồng đội đến từ Forgiven nhưng vô tình nó đã tự khiến cho Forgiven anh ta phải đi vào cái vùng nguy hiểm. Và anh ta đã mất đi điểm hạ gục đầu tiên trong trận đấu này. Việc ép farm khu đường dưới được CBA làm ổn đến thời điểm này, anh ta vẫn đang hơn tầm khoảng 40 chỉ số lính sau đối phương. Còn xem lại pha khu tấn công khu đường trên thì quá nhân QV đã tính toán lượng sát thương và làm mọi thứ một cách tương đối ổn thỏa. Anh ta chuyển sang dạng búa với tích tụ và súng ngay lập tức lôi phạt quật, khiến cho Doamne chỉ còn tầm khoảng 20% lượng máu của mình mà thôi. Và tiếp theo lao lên combo tốt thì kể cả có bệnh kiến phế liệu đi chăng nữa, Rumble vẫn phải nằm xuống, và đó là điều chúng ta đã thấy. Mana đây Leandrai được hoàn thành xong tới từ Rumble của Doamne. Anh ta đang muốn hình như tiếp cái gì kia? Hình như sẽ là chuyện hư vô, cái kiểu lên đầy đủ xuyên kháng phép. Và Jankos lao vào Ambition, có thêm cả một cái boomerang của Forgiven được nhồi vào nữa, nhưng lượng máu mất đi nó mới chỉ là nửa máu của Ambition mà thôi. Anh ta có thể bật chiêu V kép của mình lên để hồi máu rất nhanh, Ryu solo con rồng này, nhưng năm thành viên của Samsung đang ép ra con Baron này. Họ có thể ép tầm nhìn ở đây và họ ăn thẳng luôn, không phải chờ cái gì cả. Ambition đủ cứng để đỡ. Ambition bật chiêu cuối lên để làm gì ta? Tôi cũng không hiểu lắm. Anh ta bật lên để không bị hất tung à? Có thể đó. Nhưng anh ta mất rất nhiều máu, đó là vấn đề chúng ta có thể thấy được. Con Baron đã thuộc về các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy rồi, lại lần nữa họ tỏ ra mình là đội hoàn toàn vượt trội hơn trong việc kiểm soát những mục tiêu lớn, kể cả là không có bất cứ một cơ sở gì cả. Tất cả các thành viên đối phương vẫn đang đứng trên mặt đất, nhưng họ biết rằng đối phương đang ăn rồng, họ tiến ra ăn Baron và nó thành công. Thế thôi, Yasuopia là chất tướng cho phép bạn làm những tình huống như vậy. Anh ta có thể liên tục sử dụng nguyên anh độc của mình vào con Baron, và cái lượng máu mất đi thông qua cái việc đã có độc trên người thì nó sẽ là rất lớn để giúp cho bản thân Yasuopia có thể gây được một lượng sát thương lên đầu của Baron. Nó giúp cho Samsung Galaxy một tình huống bỏ rồng có Baron trên cả 5 người, và nó sẽ giúp cho Samsung họ có thể đẩy được ở tất cả 3 đường. Lúc này đây, những cái chất tướng của họ là cấu rỉa máu, họ không cần thiết phải tập trung quá sớm với nhau làm gì cả. Và Cassiopeia trong tay của người chơi Crown đang muốn hướng lên cho mình cái gì kia nhỉ? Sẽ là cái quỷ triệu đại thiên sứ, nhưng anh ta mua cái sách ở giữa. Tôi cũng không hiểu là anh ta muốn lên cái vọng lưu được hay không. Anh ta lên triệu Falerilai trước. Anh ta sẽ lên mặt triệu Falerilai trước cho bản thân mình, rồi sau đấy anh ta mới hoàn thành cái quyền truyền đại thiên sứ sau. Đó là theo những gì mà tôi dự đoán mà thôi. Với lượng máu bây giờ thì Crow vẫn đang tương đối mỏng manh trong những pha giao tranh, trong những tình huống bắt lẻ. Nếu như có thêm triệu Falerilai nữa, khả năng bắt lẻ của anh ta trong những pha tấn công kiểu này nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Ryu vẫn đang có được một khả năng xóa sổ quái vật rất tốt, phòng ngự tương đối ổn, nhưng ở khu vực tính giữa này rất khó chịu. Đó là những cái cây trong tay của Zara, nó khiến cho sóng âm trong tay của Jankos lúc này đây bắt đầu là tỏ vẻ là kém hiệu quả trong những pha anh ta băng thẳng vào rồi. Và Jankos anh ta sẽ phải cần thêm những cái tốc biến để có những cái pha make play để giúp cho những người đồng đội của mình có những cái tình huống thật sự lạ, tạo ra những điều bất ngờ. Còn Jankos lúc này đây lao vào, anh ta đu cái mắt và nó ở ngay bên cạnh KJJ. Jankos chơi dại và anh ta sẽ bị phát nổ dạ kiếm. Ruler có điểm hạ gục đó, Ryu mất nửa máu, tông biến lên từ Crown và cả một cái sân khấu được dựng ra. Họ đang đứng trên cái địa ngục lửa trong tay của Odomne. Odomne tông biến ra và có điểm shut down. Anh ta vẫn đang nướng các thành viên của Samsung, nhưng phía bên ngoài Samsung muốn cái trụ hơn, trụ hai đường trên cũng đã có. Tôi nghĩ rằng Jankos chơi rất hay từ đầu đến giờ, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa pha thi đấu vừa rồi của anh ta là gì. Anh ta định insert ở một góc độ nào đấy để đá ngược được Cassiopeia về phía của Rai, nhưng anh ta không có mắt phía bên trong bụi cỏ nhỏ đấy, nên anh ta có tạo hình như thế nào đi chăng nữa, anh ta có lựa góc như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không phải là một pha insert dành cho Jankos. Nhiều phần thì tôi nghĩ rằng là anh ta cắm cái mắt đu ra đấy để né cái chiêu cuối của Cassiopeia. Anh ta muốn outplay cái chiêu cuối của Crown, nhưng rất tiếc Crown anh ta thừa bình tĩnh, bởi vì phía bên kia của Crown là cả bốn người bạn đang đứng ở bên đó mà, họ anh ta đâu cần thiết phải ấn chiêu cuối làm gì. Và chiêu cuối của KJJ mới thực sự là chiêu cuối được sử dụng trong tình huống đó. Lee Sin mất đi khả năng đu đến từ Q, mất đi khả năng đu vào mắt đến từ V kép. Anh ta chả còn cái gì để có thể lao ra, vì tình huống đó anh ta vẫn còn tầm 20 giây thì mới có được cho mình cái tốc biến. Và đó là một tình huống lên bảng của Jankos, nó dẫn theo hai trụ đường giữa và đường trên dành cho bên phía của Samsung Galaxy, và chỉ có một người lên bảng điểm số trong tình huống lao vào đuổi theo đến từ Crown mà thôi. Anh ta tốc biến lên đuổi vào Ryu và mất điểm. Oh, rất khéo, KJ phát hiện ra con mắt của đối phương cắm và ngay lập tức anh ta lách người để né ra khỏi pha sóng âm tới từ Lee Sin của Jankos, hoặc là do may mắn và vô tình mà thôi, khi anh ta chỉ muốn tiến lại gần cái bụi cỏ nhỏ đấy để kiểm soát tầm nhìn phía bên trong cái bụi cỏ ở ven sông mà thôi. 5-1-2 và quả nhiên đó là quyền trợ đại viên sứ được hoàn thành tới từ Crown. Ryu gặp nguy
Will quay ngược trở lại để combo vào Koi J cũng không đủ sát thương. Còn phía bên này thì Forgiven không có vấn đề gì cả. Đường chuyên là Kubi, anh ta la vào đồm để đang sống cả Jankos nữa, lên nhanh tay ra cố đi mà gục. Và đó một đổi một mà thôi, nhưng mà đó là rất nhiều sát thương trong tay của Jace. Anh ta chơi hoàn toàn trên cơ so với đồ này. Và đó là lý do vì sao mà anh ta đang thống trị đường trên của Jankos ở đây. Jankos muốn đá với Ambition thôi sao? Và anh ta không có đá, anh ta đã đá trước đó vào đầu của Kubi rồi, rất đáng tiếc. Và nó đang là những cái áp lực mà Samsung họ gây ra tại cả ba đường. Đường trên là Kubi vừa mới nằm xuống rồi, còn trong khi đó thì một mình Olaf gây ra những áp lực đẩy lính khu vực đường giữa. Ba người còn lại đẩy đường dưới và cái trụ bậc thềm đường dưới nó mất đi nửa máu rồi. Có một vấn đề trong những lượt chia ra đẩy lẻ của các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, nó rất cụ thể. Đấy là trong trận đấu này, bởi vì sao đi đường của họ cả ba thành viên, nói chung tất cả các khu vực đường của họ đều đang tỏ ra rất vượt trội mà thôi. Và xem là ba khu đấu thi đấu khu vực đường trên đấy, kể cả là bị chiêu cuối thả ra mất hơn nửa máu và kích hoạt cái nội tại của chỉ game Amortius rồi, nhưng Jayce vẫn thừa thời gian để hạ gục điều Odoamne trước sự hỗ trợ tới từ Lee Sin của Jankos. Nó hoàn toàn là sự vượt trội. Còn nếu như để nói về những pha tay đôi giữa Ryu và Crowd thì không cần phải nhìn tôi cũng biết kết quả là Cassiopeia đang là người hoàn toàn vượt trội hơn so với Ryze của Ryu. Và anh ta không lên cái trận Paralyze trước mà anh ta muốn lên cái trang bị kia trước đã. Và Crowd anh ta đang một cân bốn hóa đá được ba người luôn và chạy về, nhưng Lee Sin đu đá rờ ngược về. Crowd bật cho mình cái trượng đại thiên sứ lên nhưng vẫn phải lên bảng điểm số. Ở đây có Kubi, anh ta lao vào tốc biến theo và Jankos vẫn có kiệt sức chưa phải lên bảng điểm số. Kubi đi theo người bạn của mình rồi vẫn không kéo theo được ai cả. Và đây là một sân khấu, nó đang nhắm vào Odoamne và Ambition tới. Đây là cơn ác mộng Viking. Anh ta lao vào một cân năm có hai điểm hạ gục nhưng dừng lại ở đó mà thôi, khi mà cái tăng tốc nó đã hết tác dụng, đã hết đi những tác dụng rồi, không thể nào truy đuổi thêm được một lần nữa. Chứ nếu không tôi tin rằng nó vẫn sẽ còn thêm điểm mà hữu ít nhất là của Kakma trong tay của Vander nữa, dành cho Ambition. 205 là KDA của Ruler, anh ta đã gỡ gạc lại những sự thua thiệt với những điểm mà hữu mà anh ta kiếm được. Và để xem lại pha thi đấu này, Crowd đã câu kéo được khoảng thời gian quá dài. Đây là lần đầu tiên trận đấu này tôi thấy rằng chiêu cuối của Ryze trong tay của Ryu có tác dụng. Quay ngược trở lại hòa đã được ba người và mặc dù bị giác nhưng anh ta cũng đã câu được pha tốc biến tới từ Lee Sin. QB lao theo, tốc biến theo hơi liều và cũng phải nói rằng đó là một pha kiệt sức nhanh tay tới từ Vander để đảm bảo an toàn. Và khi Ambition lao vào thì cái chữ cuối giải ra của Rumble nó không có tác dụng trong tay của người chơi Olaf với cái chữ cuối của mình. Anh ta vượt qua địa hình rất nhanh và anh ta đơn giản để có được hai điểm hạ gục, đổi lại đó chỉ là 2-2 mà thôi, không phải là cái gì quá lỗ cho bên phía của Samsung Galaxy cả. Và đây là thời điểm mà Samsung Galaxy họ đang có rất nhiều trang bị trên người và đang muốn hướng đến con Baron này. Rumble trong tay của Odoamne để xem nào, anh ta đúng có hai trang bị xuyên kháng phép và ba, thực ra là cái giày cũng tính thêm là một nữa. Và ba trang bị xuyên kháng phép của đối thủ và đồng hồ cát cũng đã có. Một thời điểm mà sức mạnh của Rumble đang là rất lớn nếu như anh ta vẽ đẹp. Sẽ là ép giao tranh, tôi tin rằng vẫn sẽ là Samsung Galaxy là đội chủ động mà thôi. Cấu diểm máu trước và ép giao tranh sau. Rất đơn giản, nếu như có một pha cầu sớm và cầu thủ tốc chuẩn xác và Ruler bồi vào thêm được một tình huống ép vẽ chấp, đó sẽ là sân khấu tử thần. Nó sẽ là lời máu và là ép giao tranh tới từ Samsung Galaxy mà thôi. Làm lần nữa họ kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực hàng Baron. Bồn cũ soạn lại vẫn có thể thành công nếu như họ vẫn đang làm tốt cái vấn đề kiểm soát tầm nhìn. Và tôi nhìn thấy một cái vấn đề như thế này, các đội Hàn Quốc đều chọn cho mình một vị tướng đường trên có thể đẩy lẻ và đẩy rất mạnh, đẩy lẻ hàng khác. Từ hôm qua SKT cho đến thời điểm hiện tại đây là Samsung, cả hai trận rồi họ luôn luôn tạo ra một cái áp lực cực lớn như thế này đây. Và đường giữa sẽ không trúng một ai cả. Lee Sin đã đu qua, anh ta vẫn dính viên đạn thứ tư nhưng nó chỉ có 300 sát thương mà thôi, không quá đau. Nhưng họ sẽ tiến thẳng với con Baron bởi vì Kubi vẫn đang tạo ra áp lực cực lớn tại vùng đường dưới. Lee Sin mất trừng phạt hơi bị nguy hiểm và con Baron chỉ còn 8.000 máu. Họ đang phải tiến ra rất nhanh, kiểm soát tầm nhìn trong khu vực hàng Baron. Chưa có Ryu vòng ra, Rumble sử dụng chiêu cuối rất đẹp. Jankos lao vào đá văng Crowd ra nhưng đá văng ra khỏi chiêu cuối của đối phương của Odoamne và đã có shutdown và Zin. Forgiven đã quăng bắn vào QB nhưng QB là người thắng. QB thoát ra được, QB quay ngược trở lại. Phía bên này Koi J đang cố gắng giữ chân các thành viên đối phương để cho QB áp sát. Cầu sớm và cầu tắc vẫn còn nhưng ta không có thời gian để văng nó ra. Và con Baron lại một lần nữa được hướng tới bởi các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy hay chăng? S2K hồi lại được lượng máu tới từ Ryu và có thêm cả các ma của Vander đang tiến ra nữa. Không có tầm nhìn trong khu vực hàng Baron, tốc độ ăn là rất nhanh và hồi phục lại đến từ Crowd cũng là tương đối ổn. Không,
chưa có một tình huống nội hỏa của Mantra. Đó sẽ con Baron dành cho Samsung Galaxy. Hơi khó. Cassiopeia trong tay của Crow đã xả ra một cái xa lầy trong tình huống đó. Bạn mà đi vào đó sẽ bị làm chậm rất nhiều. Và thêm vào đó nữa, khả năng gây sát thương đến Crow. Anh ta cầm cho mình đó xung kích bão tố, bước vào cái vùng độc đó mà để cho Crow vô tình anh ta ném ra hai cái nanh độc kích hoạt xung kích bão tố thì sẽ là nguy hiểm. Và hãy xem lại pha tranh này, khi mà Rumble giải ra một chiêu cuối nó chung tất cả bốn người rất tuyệt vời. À không, nhìn lại nó chung có hai người mà thôi. Và anh ta dí theo ruler, nhưng phía bên này hãy nhìn Kuvi, anh ta ngay tức dùng sát thương nhưng tự nhiên lại bật lên được cho mình. Đó là cái truy gai Mortius, nó giúp cho anh ta hồi một lượng máu lớn thông qua những đánh thường. Khi anh ta quay trở lại với những người đội của mình, đó là một sát thương vô cùng lớn mà anh ta có thể dồn vào và làm rất tốt trong cái pha dịch chuyển xuống của mình. Kuvi anh ta giúp cho đội của mình giữ lại thế trận, mặc dù là Rumble đã làm rất tốt trong tình huống đó. Cũng phải nói rằng đó là một ngày thi đấu không được đẹp trời cho lắm tới từ Phong Kim Vinh đúng không? Trong một pha tay đôi như vậy mà anh ta chí mạng chỉ có một lần trong toàn cục mà thôi. Chứ nếu như anh ta chí mạng từ sớm hơn, anh ta hạ gục thành công được dây, anh ta sẽ quay lại và trả hàng ngược hàng tá sát thương vào các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, đem tới một pha tranh có thể là giành thắng lợi cho S2K. Nhưng không, điều đó không hề xảy ra. Và chất tứ CV thì bạn rất cần tới những pha chí mạng như vậy để có thể sát thương vào cả tuyến trước lẫn tuyến sau của đối phương. Khu đường trên, dây chỉ với 3 lần tích tụ thôi, một nửa máu của cái trụ thứ 3 đã gần như là mất đi rồi. Anh ta có khả năng tăng sát thương đến từ cái bùa lợi Baron và thêm vào đó nữa là dòng lửa. Hai lần tích tụ đi luôn cái trụ và họ đang muốn hướng vào cái nhà lính khu vực đường trên. Và đường giữa cũng đang có người, đẩy thế này thì cực kỳ là khó chịu luôn. Và bên phía của S2K không tìm ra phương án để có thể giao tranh. Chiêu cuối của Rai lao ra. Rai lao ra vào tuyến sau, anh ta cũng thành công được Zin và anh ta đang tay đôi với Crow. Nhưng có vẻ là có thêm cả hỗ trợ nữa. Jankos buộc lòng phải tốc biến thoát ra. Nhưng phía bên trong nhà kia, QV và Olaf đang thoải mái được chơi. Họ lao ra phía ngoài, họ tấn công Vander. Vander tốc biến thoát đi. Ryu cũng buộc lòng phải lùi ra. Ryu không còn phép bổ trợ nữa. QV và Ambition là thừa để phá đi cái nhà lính của khu vực đường giữa này. Họ quá khỏe. Nếu để nói về tay đôi, tôi tin rằng bây giờ không có ai có thể thắng được QV trừ khi là Cassiopeia được đổi bên mà thôi. Vì không có thanh tẩy đến từ QV, anh ta sẽ bị dính vào khống chế của Cassiopeia và có thể lên bàn điểm số. Và như tôi đã nói trong cái lúc đầu phân tích rồi, cái chiêu cuối đến từ Rai trong thế đấu này chỉ để lùi mà thôi. Còn khi mà tiền, nó sẽ rất khó. Đội hình của họ không có những người có thể lao vào trực tiếp đối thủ để gây sát thương nhiều. Chỉ có Rai tình huống đó, sau khi Lee Sin đá được Crow ra thì Rai anh ta solo thắng được Ruler. Nhưng hãy nhìn cái tuyến đằng sau, khi mà Kuvi và Ambition họ được thoải mái xả sát thương, nó khủng khiếp đến như thế nào. Họ không sợ bất cứ một cái công trình nào đến từ bên phía của S2K nữa. Mất đi người chơi xạ thủ và mất đi người chơi đường giữa, nhưng nó không là gì. Họ vẫn có được hai đường siêu cấp, đó là đường giữa và đường trên. Nó vẫn sẽ là lợi thế dành cho bên phía của Samsung để kết thúc cái trận đấu này. Nhưng dù sao vừa rồi cũng là một pha chống trả rất có định hướng được đưa ra bởi thành viên đội tuyển S2K khi Rai kéo thêm hai người nữa vào phía sau lưng và hạ gục đi Ruler trước. Điều đáng tiếc là với cú chiêu cuối này, thì với cái chiêu cuối được thay đổi này thì Rai cũng phải chấp nhận một vài những điều, đấy là anh ta sẽ không còn được cái lượng sát thương và khả năng hồi phục đến từ hút máu phép mạnh mẽ giống như ngày xưa nữa. Nhưng thay vào đấy anh ta có thêm được một phần nào rồi chiêu cuối của Rai và lại tiến ra có một mình Lee Sin mà thôi. Nhưng Lee Sin lại không vào được góc để sử dụng pha nổ lòng cước. Jankos lại bị tấn công, Jankos mất đi giáp thiên thần. Họ bỏ qua Jankos, họ đang tiến lên đuổi theo các thành viên còn lại. Không, dừng lại ở đây mà thôi. Và Ambition đang tiếp tục lao vào. Một pha ném dìu cực kỳ tốt, Crowd đang được chơi. Ryu bị đẩy văng ra, Ryu nằm xuống, nép vào bên trong, trúng vào Vogue Given. Nhưng anh ta kịp thời bật khiên lên. Và phía bên trong nhà thì thoải mái Ambition chống chịu sát thương đến từ trụ thứ 3. Odoamne bị đuổi theo, Odoamne sẽ phải nằm xuống. Trước khi nằm xuống, anh ta còn kịp bật cái biểu tượng của đội của mình lên. Tiếp theo đó là cả Forgiven và là trận đấu dành cho Samsung Galaxy. Họ giành chiến thắng trận đấu thứ hai này thậm chí còn dễ dàng hơn hẳn so với trận đấu đầu tiên. Mặc dù có những sự trật trạc ban đầu, thực ra có thể coi không phải đấy là trật trạc của Samsung Galaxy, đó là sự xuất sắc đến từ người đi rừng Jankos của S2K mà thôi. Anh ta đem lại những điểm hạ gục, rất nhiều những điểm hạ gục, nhưng nó là không thể nào mà đủ được. Vẫn là những